Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Tiếp theo thì video này mình sẽ bắt đầu tô màu cho bức tranh, sẽ rờm những cái hình nho nhỏ ở đây mọi người ha. Thì ở đây sẽ có những cái hình hoa như sau nhé. Thứ nhất là hoa linh lăng, hoa màu gà và cỏ ba lá nha. Hoa linh lăng thì kiểu nghe cái tên là chắc có thể là mình đã nghe và có hoặc là thấy ở đâu rồi mọi người. Hoa linh lăng thì cũng quen quen. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tô nha. Thì đầu tiên về cái hoa linh lăng này á, nó sẽ có hai cái lá ở dưới sẽ là màu xanh nhạt mọi người nha. Giờ này có Vinh là dành đang chơi game rồi. Đó. Bạn tô cho đều ha. Thì cái hình mẫu lúc nào nó cũng sẽ to hơn à, đối với cái hình này, cái gì hình tô lúc nào cũng to hơn hình mẫu mọi người. Đó, các bạn tôi cho thiệu ha. Rồi ok. Và cái hoa này á thì sẽ có màu vàng nha. Thì nó sẽ full hoa vàng thôi. Để mình tháo cái vỏ cái này ra. Nay 13 hết rồi, ngày mai 14 rồi Khánh. Nhanh như trời. Anh ha. Anh. Em nói nay 13 ngày mai 14 rồi, nhanh ha. Ừ. Ủa lỡ đi xăm rồi ấy sao trời. Thì ê, em xăm là phải khi nào mà cái hình bông hết hoàn toàn thì em mới được ăn đúng không? Đúng rồi. Trong thời gian mà bông mẫu gửi tới cho nó kìa. Đang quay nè, cái gì vậy? Quay mấy lít rồi. Thì đang quay nè. Gì vậy má? Em. Bắt đầu quay, mới bắt đầu quay là lít đầu nè. Em cũng mới bắt đầu quay mới cảm ghế. Thì giờ mày ra mày quay đi. Tao ngủ chết ăn cùng luôn. Rồi tô ở đây nha, màu vàng nha. Trần Hiệp có mình nên ăn trước quay clip. Chúc anh chuẩn bị ra cho em chút rồi. Rồi ok. Cứ tô đều hết những cái góc cạnh này nha. Tôi điều lên đây. Rồi. Rồi, thứ hai là hoa màu rà nha. Thì sẽ có ba màu, một là xanh đậm, hai là tím, ba là tím sen kiểu dạng gì đó. Ôi. Chào mấy lần mà ngáp được cái hay là cái hàm bên đây cái cụp. Anh có bị bói hàm không Khánh? Đâu không bị, đâu không bị. Em mấy ngày nay em bị liên tục luôn á, kiểu y gần mà em hả miệng to ra xíu là cái hàm bên phải em nó kêu cái cụp liền luôn á. Áo lắm kìa. Rồi các bạn sẽ tô cho đều nha. Mình sẽ tô cái lá màu xanh cho đều. Ớ là đều. Rồi tiếp theo sẽ là màu tím nha mọi người. Xu này ngủ sớm nha. Nhà bển chút xíu là hết nghe. Ngủ nay chơi mà cái gì đâu có ngủ nghe gì. Rồi các bạn sẽ tô ở đây nhé. Ừ.
Hôm qua hôm kia mẹ đi làm móng mà mẹ gặp bà nào khinh mẹ? Hôm qua hôm kia mẹ anh đi làm móng mà gặp bà nào khinh mẹ? Kiểu chảnh chẹ với mẹ, mẹ kêu là đẳng là tháo cái bộ móng gheo ra rồi sơn lại á. Rồi nó nói là cái này tháo tháo có 10.000, nói chung là tháo gì, nói chung là nó không làm á. Mà trong khi là nó là cái thợ làm nail chuyên gì, chứ mà nó không làm á. Mẹ cái bà nào mẹ hôm qua mẹ có em, mẹ em quên rồi. Cái em nói gì thôi, mốt mẹ đừng có lại tiệm đó làm nữa. Mẹ về, xong rồi hôm qua mẹ lại qua đâu mẹ sơn móng tay gì. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng nhé. Tô ở bên trên thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng hồng nhạt thôi thì nó sẽ đẹp hơn á. Rồi tô vào nha. Tôi đều vào nha. Hôm nay lười thật luôn ấy, lười xuất kem rồi luôn á chị. Chị muốn nằm. Nãy em đi gọi đầu mà em không nói chuyện với con. Kiểu mệt á, chị muốn nằm gọi đầu, nằm nhắm mắt rồi đầu muốn làm gì hết. Ủa sao kệ nó, phải là em chứ. Em nói chuyện với thầy thôi. Anh không hiểu cái vấn đề. Nói chuyện nhanh như nước đổ đầu dịch chứ. Vãi cả cứt. Thì em không nói chuyện với nó thì anh cãi nó thôi. Chứ lẽ giờ nó cãi em hả? Anh không nói chuyện thì có nghĩa là em mệt hay gì thì hỏi em chứ. Mất nói gì liên quan gì á. Em đang nói vậy là có nghĩa là em đang mệt thì em cần quan tâm của anh. Bây giờ nói ra cái đầu nói câu đó xàm thì có nghĩa là anh không hiểu gì chứ. Anh ngu á. Cứ cứt cho xong cứ cũng không được lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ tô màu cho cỏ ba lá nha. Thì cỏ ba lá đây mình thấy đó là có màu xanh lá mẹ mọi người. Nhưng mà mình sẽ thêm vào một chút, có nghĩa là mình thay một tí. Đó. Mình sẽ tô một bên là màu đỏ, một bên là màu xanh đi ha. Nhưng mà em nghĩ là em xăm mấy hình nhỏ nhỏ chắc tôi cũng mau bung mà. Xăm hình to thì nó lâu chứ xăm hình nhỏ thì chắc lâu. Rồi, đây là xin lá mẹ nhé. Rồi ok, video của mình là kết thúc nha, bye bye.